Tổng cục 2 là lá bài chiến lược để rơi vào tay Tô Lâm thì hàng loạt quan chức sẽ ngã đổ. Tô Lâm đang quá mạnh, quá hùng hằng, đó là lợi thế của ông, nhưng cũng là bất lợi, bởi quá nhiều phe phái thấy rằng Tô Lâm thực sự nguy hiểm với họ. Nhưng việc ông thất bại khi quyết tâm truy lùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhằm mục đích hạ bệ Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy, dù nắm trong tay bộ máy điều tra khổng lồ, nhưng không phải lúc nào Tô Lâm cũng có thể thực hiện được tham vọng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dù ông Tô Lâm có hung hăng đến đâu, nhưng khi gặp phải đối thủ khó chơi thì cũng như húc phải núi đá vậy. Tác giả David Hood của tờ báo The Diplomat từng tiết lộ, không chỉ ông Chính mà ông Phan Văn Giang cũng dính đến bà Nhàn. Đây chính là điểm nghẽn của vụ án AIC mà đến nay ông Tô Lâm vẫn chưa thể gỡ được. Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng là nơi nắm giữ rất nhiều thông tin về bà Nhàn, hiện đang nằm trong tay ông Phan Văn Giang. Ông Tô Lâm rất muốn kiểm soát cơ quan này, nhưng gặp phải thế lực quá cứng, khó mà hoàn thục. Việc gỡ điểm nghẽn ở Tổng cục 2 có thể khiến cho ông Phạm Minh Chính đổ, thì lúc đó ông Giang cũng đổ theo. Vô hình chung, ông Tô Lâm đánh ông Chính, nhưng ông Chính là người được thế lực khác hợp lực chống đỡ. Thế là ông Tô Lâm đành bất lực. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị hiện nay, ai cũng ngán ngại phe Hưng Yên của Tô Lâm. Trong buổi sinh nhật họp mặt quần hùng, ông Bà Dũng có nhắc nhở ông Tô Lâm về việc dùng nhóm Hưng Yên đang khiến phần còn lại trong Đảng và người dân bất mãn. Cần phải giải pháp mở rộng Hưng Yên mà đưa ra một số chính sách có tính chất dân túy để mà xoa dịu sự bất mãn này. Tham vọng của Tô Lâm thì quá lớn, muốn nuốt chửng phe quân đội tiến hành Hưng Yên hóa Đảng Cộng sản một cách toàn diện. Ông đã thực hiện một phần tham vọng này, nhưng hiện đang vấp phải một cản lực rất lớn. Khả năng cao ông Tô Lâm phải từ bỏ tham vọng Hưng Yên hóa. Trong vai trò bí thư quân ủy trung ương, nếu có người Hưng Yên nắm giữ vị trí cao trong quân đội, Tô Lâm có thể giật lấy Tổng cục 2 để mà tìm ra các tử huyệt của đối thủ. Nhưng đến hiện nay, ông vẫn không thể thực hiện được điều đó. Tướng Phạm Ngọc Hùng đã bị loại khỏi chính trường, nhưng Phan Văn Giang lại đưa ra giải pháp tướng Trần Công Chính lên thay thế. Ông Tô Lâm vẫn chưa thể sắp xếp được lá bài chiến lược của mình, mặc dù đã rất nỗ lực. Nếu ông cường quyết giật lấy Tổng cục 2, thì liên minh Phan Văn Giang, Phạm Minh Chính có thể kết nạp thêm cả Lương Cường. Một khi ba người này liên kết lại với nhau, thì có thể kẻ yếu không phải là họ, mà lại là ông Tổng Bí Thư Tô Lâm. Phe quân đội liên minh với Phạm Minh Chính đang điều chỉnh để cán cân quyền lực, vốn đã nghiêng về phe công an quá nhiều. Ông Tô Lâm cũng hiểu như vậy, nếu để phe quân đội cân bằng được quyền lực thì họ sẽ không dừng lại ở mức cân bằng mà còn muốn tiến xa hơn. Kế sách của ông Bà Dũng nếu được ông Tô Lâm áp dụng thì phe Hưng Yên có thể sẽ tiếp nhận thêm sức mạnh miền Nam. Cứ như vậy phe quân đội kéo bè kết cánh để chống trả Tô Lâm thì Tô Lâm cũng kéo bè kết cánh để giữ thế áp đảo. Xem ra võ đài chính trị ngày càng phân cực rõ ràng. Nhưng dù có phân cực thế nào thì Tổng cục 2 cũng là quân bài chiến lược với cả hai phe. Nếu quân bài này nắm trong tay quân đội thì thế trận cân bằng. Còn nếu rơi vào tay Tô Lâm, phe bên kia sẽ có hàng loạt tên tuổi lớn bị ngã ngựa. Quyền lực luôn có sự hấp dẫn cực lớn. Các phe phái tranh giành nhau liên miên, không có hồi kết. Tuy nhiên, chỉ có người dân là luôn là kẻ bại, bởi khi đất nước bị xâu xé, thì dân tộc này sẽ đi về đâu? Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Tổng cục 2 là lá bài chiến lược, để rơi vào tay Tô Lâm thì hàng loạt quan chức sẽ ngã đổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Trốn kỹ vẫn không thoát Tô Lâm, Nguyễn Văn Thể chỉ mong đừng sổ khám. Vào ngày 20 tháng 11, Bộ Chính trị đã kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Văn Thể, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam. Ông Thể bị cho là đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện một số dự án gói thầu
do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện. Nói chung, ông Thể đã tiếp tay cho sân sau của ông Vương Đình Huệ. Trước đó, ông Đặng Quốc Khánh là cựu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cũng mất chức do liên quan đến tập đoàn Thuận An. Ông Nguyễn Văn Thể hiện vẫn còn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, chức vụ mà ông Nguyễn Phú Trọng tạm giao cho ông Thể để tránh bị mất chức. Sinh thời Tổng Trọng, ông Thể đã che chở, còn bây giờ là thời của Tô Lâm, ông Thể thì mới đem ra xử lý. Thời của Tổng Trọng, ông Vương Đình Huệ được coi là thái tử đảng. Vì vậy, việc tham gia vào hệ sinh thái quyền lực của ông Huệ được xem là kênh đầu tư khôn ngoan khi đó. Trước khi ông Tô Lâm tạo phản, không ai nghĩ rằng theo Vương Đình Huệ mà lại mang họa nhanh đến như vậy. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Ông Trọng đã đột nhiên ngã bệnh khi chưa kịp chuyển ngôi. Chớp thời cơ, ông Tô Lâm làm đảo chính mềm, lật đổ thái tử đỏ. Từ đó, những ai chót đầu tư vào hệ sinh thái quyền lực của Vương Đình Huệ đều gặp đại họa. Cả Nguyễn Văn Thể và Đặng Quốc Khánh đều bị kỷ luật và đều nằm trong tầm ngắm của ông Tô Lâm. Với bộ máy điều tra khổng lồ trong tay, Tô Lâm hiểu rõ về hệ sinh thái quyền lực mà ông Huệ âm thầm xây dựng để chuẩn bị cho việc lên ngôi. Là người đa nghi và cầu toàn, ông Tô Lâm thà diệt cỏ tận gốc với phương châm thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, chứ không để mầm mống của hệ sinh thái quyền lực Vương Đình Huệ có cơ hội trỗi dậy. Vì thế, ông Thể đang đứng trước nguy cơ bị bắt giam rất cao. Thời gian ông Thể làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã gây ra rất nhiều tiêu cực, và trong đó có các vấn đề bốt bẩn, nhức nhối, khiến người dân phẫn nộ. Đứng trước tình hình như vậy, ông Trọng đành phải cho ông Thể thôi chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và giao cho chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương để mà chờ thời. Có lẽ ông Trọng muốn ông Thể tạm lánh khỏi dư luận xã hội một thời gian rồi tái xuất cho bộ máy mới của ông Huệ. Tuy nhiên, mọi toan tính đều thất bại vì sự ra tay rất nhanh của Tô Lâm. Nếu để ông Thể tiếp tục giữ vị trí Ủy viên Trung ương Đảng, thì tại Đại hội 14 rất có thể ông Thể sẽ lại vào Bộ Chính trị, tương tự như ông Trần Tuấn Anh. Trước đây, ông Trần Tuấn Anh cũng vướng rất nhiều tai tiếng khi còn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhưng đến Đại hội lần thứ 13 thì lại bất ngờ được ưu ái cho vào Bộ Chính trị. Có thể bài học Trần Tuấn Anh đã khiến cho ông Tô Lâm trở nên thận trọng hơn và không thể nương tay với ông Nguyễn Văn Thể được. Ông ta phải đóng dấu kỷ luật đến ông Thể để ông Thể hết cơ hội trở lại vũ đài chính trị. Ông Nguyễn Văn Thể từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cho nên nếu không truy cùng diệt tận thì có thể sau này Đại hội 14, chân rết của Vương Đình Huệ lại có cơ hội để mà trỗi dậy chăng. Khi đang còn trên ngựa, ông Vương Đình Huệ có hậu phương rất mạnh. Đó chính là sự ủng hộ của ông Nguyễn Phú Trọng, là số lượng rất đông các ủy viên Trung Đảng và ủy viên Bộ Chính trị thuộc nhóm Nghệ An. Đồng thời còn có nhiều đối tượng thuộc nhóm Hà Tĩnh sẵn sàng tham gia vào hệ sinh thái quyền lực của ông Huệ. Thế của ông Huệ rất mạnh khi đó. Có người cho rằng nếu Tô Lâm không nhanh tay lật Huệ thì Tô Lâm sẽ không còn đất sống. Việc đầu tư vào Vương Đình Huệ tưởng là sự khôn ngoan của Nguyễn Văn Thể, hóa ra lại là một sai lầm chí mạng. Giờ đây ông Thể chỉ còn mong ước làm sao đừng để bị bắt giam. Quý vị các bạn theo dõi bản tin Trốn kỹ vẫn không thoát Tô Lâm, Nguyễn Văn Thể chỉ mong đừng bị bắt. Quý vị các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de